Vâng, xin chào tất cả các khách hàng của DK Eyebrow and Beauty và rất vui được gặp lại mọi người ở trong livestream ngày hôm nay. Và hiện giờ thì tôi đang có mặt tại khu kỹ thuật của DK Eyebrow. Và trước màn hình ống kính đây thì là một khung cảnh rất là quen thuộc. Trên dao hoàng quyền của chúng tôi thì đang thực hiện ca phun môi phủ xương 3D cho một chị khách hàng. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ thay mặt các chị em để có thể là gửi câu hỏi mà các chị em thắc mắc và có gửi qua hòm thư của DK Eyebrow để chuyên gia của chúng tôi có thể giải đáp và thắc mắc cho tất cả các chị em nhé. Em chào chị Quyên ạ. Vâng, chị Quyên ơi, thì câu hỏi ngày hôm nay mà các chị em đã gửi về hòm thư của DK đó là thắc mắc về cái cách chăm sóc môi sau khi phun tại DK thì nó sẽ thế nào, thì chị có thể chia sẻ các bước chăm sóc môi cần thiết cho tất cả các chị em đều biết không ạ? Các bước chăm sóc môi sau khi phun thì nó rất là đơn giản, không quá là khó khăn để các chị em phải lo lắng. Thứ nhất là sau khi phun xong thì mình cứ để môi tô, nó khô một ngày, và đến ngày thứ hai mình có thể là bôi dưỡng và phô dưỡng trắng không màu để môi của mình nó mềm hơn, bởi vì sau khi phun xong thì môi nó sẽ khô lại. Thì ngày thứ hai là mình có thể là bôi dưỡng được rồi, và sau khi bôi dưỡng thì khoảng đến ngày thứ ba là môi nó có hiện tượng bong ấy, thì mình có thể là lấy bông tẩy trang mình ủ vào nước ấm để lên môi mình khoảng 10 đến 15 phút thì nó sẽ bong hết sạch. Và sau khi bong thì màu môi thì nó sẽ nhạt hơi nhẹ nhẹ, bởi vì đây là nhà mình là làm mực hữu cơ, nó sẽ đẩy dần lên. Cũng đến cái bước chăm sóc của mình rất là đơn giản, là mình chỉ cần bôi thật nhiều dưỡng và massage nhiều vào môi. Và khi ăn xong thì mình cũng không phải, sau khi làm môi xong mình cũng không phải kem cái gì cả, cứ ăn uống bình thường thôi. Ăn xong là mình chỉ cần lấy nước sạch mình lau đi rồi mình chấm khô là được. Vâng, luôn để môi khô. Vâng. Tức là trong suốt cái quá trình mà chờ môi bong ra thì chúng ta sẽ không tác động, không cậy bóc được không hả chị? Đúng rồi, mình đừng bóc thì thôi, mình để môi khô. Vâng. Sang ngày thứ hai là mình có thể bôi dưỡng trắng không màu được rồi. Vâng. Và ngày thứ ba đến ngày thứ tư là lúc là mình có thể là ủ kích bong để cho môi bong được rồi. Vâng, vậy còn cái bước ủ kích bong ấy thì môi của chúng ta khi mà có cái dấu hiệu bong thì cái dấu hiệu nhận biết của nó sẽ như thế nào ạ chị Quyên? Nó sẽ bong vẩy lên ấy, bong vẩy lên là những cái lớp vẩy rất là mỏng, bởi vì là mình là làm vi trạng, cô này nó khi bong ra là lớp vẩy nó mỏng nó nhẹ, không phải là lớp vẩy dày cộp. Vâng. Lúc đấy là mình có thể lấy bông mình cho vào nước ấm mình ủ lên môi, thì lúc đấy nó tác động vào đến ấm đấy. Vâng ạ. Mềm mất cái vẩy đấy ra thì mình vâng. Đau là sẽ sạch hết. À vâng. Vậy sau khi phun môi xong ở tại DK thì chúng ta có cần phải ăn kiêng gì không hả chị? Không, riêng với DK thì các bạn không phải kiêng kem gì hết nhé. Các bạn ăn uống thoải mái nhé, ăn uống bình thường. Vậy còn thịt bò, xôi nếp, rau muống thì sao ạ? Tại vì là có rất nhiều chị em thắc mắc là vì sao mà người quen, người thân và bạn bè của các chị phun môi ở nơi khác nhưng mà được ở bên đó yêu cầu là kiêng thịt bò này, kiêng trứng, kiêng hải sản. Vì sao lại vậy ạ chị? Ở DK thì cái phương pháp ở DK thì có gì khác với những nơi khác mà chúng ta không cần kiêng không ạ? Cái phương pháp ở nơi khác thì mình cũng không lắm rõ được của người ta đi kỹ thuật gì hay đi như thế nào. Nhưng với DK thì là đi kỹ thuật công nghệ vi trạng châu Âu thì nó không ảnh hưởng, không tổn thương gì lên vùng da môi cả. Vâng. Mình không phải kiêng kem gì hết. Tất cả các khách hàng đến DK làm môi, mọi người đều thoải mái ăn uống và không phải kiêng kem hết, đi chơi thoải mái, và nó chỉ là như là đánh son đậm một chút thôi. Mới làm xong thì kim mới di lên thì nó sẽ hơi lè một chút, các bạn sẽ cảm giác hơi sưng một tí, nhưng mà lúc sau thì các bạn ngồi nó sẽ hết. Vâng, quan trọng là sẽ giảm thiểu tối đa cái độ sưng nề và chị em sẽ không bị ảnh hưởng bất kỳ một điều gì đến sinh hoạt cũng như là đến công việc, và nhất là không phải là bịt khẩu trang đến tận một tuần, đúng không hả chị Quyên? Đúng rồi, không phải bịt luôn. Vâng, chắc chắn là những cái chia sẻ của chuyên gia của chúng tôi về cái phương pháp giữ gìn môi sau khi chăm sóc môi sau khi phun tại DK thì đã giúp cho các chị em sẽ có những cái câu trả lời chính xác và chi tiết nhất rồi, đúng không ạ? Và nếu như mà các chị em còn những câu hỏi thắc mắc gì thì các chị em có thể gửi trực tiếp qua inbox fanpage của DK, hoặc cũng có thể gọi điện đến số hotline 0911 310000 để đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn chi tiết về dịch vụ cũng như là về các chương trình đang được áp dụng tại DK mọi người nhé. Cảm ơn những chia sẻ của chị Hoàng Quyên rất nhiều ạ, và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay nhé.